Vâng, thưa quý vị, tóc của chúng ta này có tóc mây nè. Và tóc mây tức là nghe cái tên thì rất là lãng mạn phải không anh Tuấn Dũng? Nhưng mà tóc mây là cái tóc mà rất là cứng và nó quăn, nó gợn sóng đó, rất là khó. Và một cái tóc đó là gọi là tóc mật, giống như tóc mật ong đó, là người Mỹ gọi là fine hair, là tóc mịn, rất là mịn rồi rất là mềm, rồi có gì những cái tóc bị rợn nhờn, là tức là tóc có rất là dầu. Còn như tóc thanh hương đó thì là gọi là tóc normal, tức là giữa mây, giữa tóc mây và giữa tóc tóc mật. Còn anh Tuấn Dũng thì không biết, tại vì Tuấn không Dũng biết là tóc quăn. Thưa quý vị, người ta đã nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì quý vị nào mà thấy bắt đầu tóc mình rụng quá nhiều và không muốn có cái tình trạng như tương lai như là anh Tuấn Dũng đây. Tại vì Tuấn Dũng không có dùng đúng chùm kết mà dùng rất là nhiều, lúc mà còn trẻ dùng rất là nhiều chemical, những cái xà bông. Và qua đây thì chị Thanh Hương biết ai cũng dùng nước nóng cả. Nên thử do đó nó cũng là đóng góp một cái phần nào để tóc bị rụng. Nên thử do đó quý vị nên nhớ là mình nên dùng những cái gì mà bây giờ nó gọi là organic, tức là không có chất hóa học gọi nhiều. Là thiên nhiên đó anh. Dạ. Thì, vâng. Mà thì, anh Tuấn Dũng có biết là tại sao mà mình bị rụng tóc nhiều không? Rụng tóc thì tôi biết là có thể là bị căng thẳng, lo lắng trong công việc làm, stress. Và có thể là di truyền nữa chị Thanh Hương. Và có thể là những cái sản phẩm mình dùng có nhiều chất hóa học, nó có phản ứng phụ ở trong đó. Thì đó là Tuấn Dũng biết được là như vậy. Thì thưa quý vị, chúng quý vị biết là nước ở bên nước ở bên Mỹ đó thì nó bỏ rất là nhiều cái chất chlorine và những cái chất hóa học để tẩy tắm, thì khi mà chúng ta gội á, thì chúng ta sẽ bị tóc khô, rồi tóc rụng và những cái vấn đề khác như là gầu, rồi chúng ta xịt keo, chúng ta sấy tóc sẽ làm cho cơ tóc của chúng ta bị gọi split là end, split end, bị damage rất là nhiều. Thì quý vị biết là ở ngoài sản phẩm, ở ngoài chợ đó, quý vị sẽ thấy rất là nhiều các loại shampoo, từ rất là nhiều, nhưng mà làm sao chúng ta biết được loại shampoo nào tốt cho mình nhất. Thì như lần trước Thanh Hương có nói là quý vị có thể thử là quý vị xài một loại shampoo một thời gian, quý vị ngưng, và quý vị xài một cái loại khác, thì quý vị sẽ thấy cái đặc giữa hai cái nó khác nhau làm sao. Thì đối với kinh nghiệm của Thanh Hương thì Thanh Hương xài những cái over the counter ở ngoài rất là nhiều. Thì từ ngày mà biết được cái sản phẩm của Chumket thì Thanh Hương thấy là cái ngay cái lần đầu tiên thôi anh Tuấn Dũng, mà mình gội đầu xong đó thì tóc mình nó rụng, nhưng mà nó rụng ít hơn. Thì bình thường cơ thể của chúng ta là chúng ta sẽ rụng từ 99 tới 100 sợi tóc mỗi ngày. Thanh Hương đếm à? Không đếm, nhưng đó là người ta làm nghiên cứu, nghiên cứu sách vở đấy chứ. Tuấn Dũng thì chắc không rụng tới 100 đâu, chắc cũng khoảng 98, 99 thôi. Thì chúng ta là bình thường, mà nếu mà quý vị thấy rụng nhiều hơn nữa thì chúng ta lại phải nên để ý một tí. Thì ngày đầu tiên mà khi mà xài Chumket là Thanh Hương đã thấy là tóc đã rụng bớt đi rất là nhiều, và thấy tóc của mình dễ chải hơn mà rất là mịn. Thì như quý vị thấy hôm nay á, anh Tuấn Dũng thấy mái tóc Thanh Hương có gì lạ không nào? Rất là ống ả, mà nó có vẻ nó không có khô. Không phải, cái này gọi là nịnh đầm đấy. Không, nịnh có đầm đâu mà nịnh. Cái này là hôm nay là Thanh Hương highlight cái tóc. Thì quý vị biết là khi mình highlight color đó thì tóc nó rất là bị damage, tại vì những cái hóa học nó cứng. Nhưng mà Thanh Hương không sợ vì có chùm két, tóc vẫn còn mềm. Thì tóc Thanh Hương là hơi một cái loại nghiêng về hơi cứng. Thì chùm két có cả thuốc xả trong đó, tức là conditioner. Nhưng mà nếu mà quý vị nào tóc mây rất là cứng thì quý vị nên xài thêm một cái conditioner sau khi chúng ta xả tóc với chùm két. Thì như lần trước thì Thanh Hương cũng như Kevin Khoa, ca sĩ với Tuấn Dũng có nói rất nhiều về làm sao chúng ta gội đầu. Thì như là anh Tuấn Dũng có nói là kinh nghiệm là thường thường mình gội hay móng tay mình gào tại vì cho nó ấy, nhưng thật sự mình chỉ massage trên cái da đầu của mình thôi. Thì thật sự ra cái chùm kết này nó hay cái là chị Thanh Hương, nó là concentrate. Thì tự mình không có dùng nhiều giống như những xà bông khác, mình chỉ một chút thôi, mình có thể mình gội đầu. Và cũng được biết là cái chùm kết này nó hay một cái là chị Thanh Hương giống như highlight hoặc nhuộm tóc đó, thì nó giữ cho cái thuốc nhuộm lâu hơn, nó không có bị phai nhiều, lẹ. Thì cái đó là cái hay, và tóc bạc sẽ bị chậm, không có được không. Tức là Tuấn Dũng thì nó làm chậm cái tóc bạc nó ra. Tóc bạc không có ra nhiều. Và cái hay một cái là người ta mình hay đi nhuộm tóc á, mình dùng những cái sản phẩm khác á, thì là mình cứ phải tới gọi là touch up,
Đúng đó. Rồi, thất chấp. Thất chấp, tức là mình làm lại cho nó ấy, thành thử do đó cái chùm kết này rất hay, có thể giúp cho quý vị giữ được cái màu tóc của mình giữ lâu. Đó thì Tuấn Dũng biết đó, và trong đây cũng có rất là hạ thủ ô và có rất là nhiều vitamin ở trong đó. Dạ, thì quý vị cứ gọi Bosa Tickets hoặc gọi 1855 chùm kết hoặc là 1855 248 6538. Vâng thưa quý vị, để biết thêm chi tiết. Dạ vâng, 1855 248 6538. Thì thưa quý vị, nhìn ở đây là bây giờ công ty Chumket Shampoo đang có một cái khuyến mãi rất là đặc biệt. Quý vị nào mà mua 2 chai trở lên thì công ty sẽ tặng quý vị thêm một cái sample nữa để chúng ta đi du lịch. Thì quý vị biết là đi du lịch chứ chúng ta mang lên máy bay đó. Dạ là họ không có cho mang quá 4 ounce, thì cái size travel size này gọi 2.5. là 2.5 thôi, quý vị có thể mang lên máy bay rất là tiện lợi, hoặc chúng ta đi những cái short trip, tức là mình đi chơi từ đi Las Vegas hay cái gì thì chúng ta cầm theo trip. Dạ vâng, thưa quý vị biết là mình vào hotel ở Vegas có sang cỡ nào đi nữa, 5 con sao, năm bao nhiêu nữa, cứ chỉ cho ta một tí thôi, làm sao mà gội đầu cho đã. Thì quý vị không cần, đã có cái travel size này quý vị cầm đi theo. Và cái quan trọng nhất là quý vị có thể dùng cái dầu gội đầu Chùm Kết này mỗi ngày và không sợ bị hư tóc. Như quý vị nào mà có gầu thì chúng ta hay xài Head and Shoulder, thì Head and Shoulder làm tóc rất là khô thì chúng ta chỉ xài một tuần 2 lần thôi. Nhưng mà đối với Chùm Kết rất là an toàn, để chúng quý vị có thể xài mỗi ngày thì sẽ giúp cho chúng ta hết gầu. Rồi những quý vị nào mà tóc mà dầu đó, anh là Dũng rối tóc mà anh Dũng biết gầu làm cái là gọi là ghê lắm. Tại vì khi mình đi làm phải phủi, vâng, đi làm chứ nhiều khi tóc mình gầu nó xuống hai cái bên vai của mình đó. Thì có nhiều khi mình đi những cái business ở ngoài đó thì nó hơi thấy nó hơi kỳ một chút. Thành thử do đó cái này bớt gầu, và Tuấn Dũng thì cũng có gầu và xài cũng thấy bớt rất là nhiều. Có thể là không hết liền, nhưng một cái gì nó cũng phải cần một thời gian, chị Thanh Hương. Có thể mình dùng nó, có thể có nhiều người nói ôi tôi mới dùng mà sao vẫn như vậy. Tại vì cái gì nó cũng phải có một cái thời gian để cho nó có một cái hiệu quả. Thành thử do đó quý vị tính ra, mà Tuấn Dũng đã làm một bài công thức là tính ra chỉ có một lần một ngày và chỉ có 46 sen thôi. Mỗi lần gội đầu thì quý vị thấy không, mình đi mình ăn một ổ bánh mì, một ly cà phê bây giờ bất cứ một cái gì là cũng phải 2 đồng mấy. Đó, thành thử do đó cái này 46 sen mà để nó giúp cho mình có một cái mái tóc đẹp, và có một cái da mái tóc đẹp thì là coi như là một cái thật sự nó không mắc lắm cho lấy cho mấy thì Thanh Hương, tại vì có nhiều khi mình ăn cũng đâm cho có nhiều cái mình ăn vô nó còn bệnh thêm. Thành thử cái này nó organic, giúp cho mình rất là tốt. Mà mẹ của Tuấn Dũng đã dùng thì mẹ Tuấn Dũng nói rất là tốt, tại vì tóc mẹ Tuấn Dũng nó bị cứng đó. Thành thử dùng thì thấy tốt lắm, và Tuấn Dũng dùng thì thấy được lắm, thì thấy cũng không có dụng nhiều lắm. Nó đỡ dụng thì mình đỡ bị hói. Không dám nói câu đó. Không sao, thì quý vị cũng biết đây là mình ở Sunshine State thì cái này nó cũng là rất là Sunshine. Quý vị thấy là hôm nay là tóc Thanh Hương highlight nhưng mà rất là mức, quý vị có thể nhìn thấy không có bị khô nhờ Chùm Kết. Và tóc của Thanh Hương thấy khi mà đi cắt tóc thì cái ông cắt tóc ông nói thấy tóc gọi là mấy cái con tóc con á, nó mọc ra rất là nhiều. Thì thưa quý vị hãy gọi ngay, chỉ có 25 người đầu tiên thôi thưa quý vị. Gọi vào số 1855 248 6538. Và nói là nghe chương trình của Tuấn Dũng và Thanh Hương thì quý vị mua 2 chai quý vị sẽ được tặng thêm một cái travel size. Và như là quý vị biết một mình, tức là mình mua 4 chai thì mình cũng chỉ được một cái travel size thôi. Tức là 2 chai trở lên sẽ được tặng một cái travel size. Dạ đúng rồi. Thì thưa quý vị, công ty Chùm Kết không thể nào mang cái sản phẩm Chùm Kết để đến với tất cả mọi người. Thành ra công ty rất mong là những quý vị nào có tiệm nail, tiệm tóc, cắt tóc, tiệm hóa. Tạp hóa, xin quý vị gọi ngay, vì công ty đang mở rộng để làm đại lý. Lần trước có các chị ở Canada gọi rất là đông, thì ở Canada thì chỉ có một cái là cái tiền shipping hơi nặng, nhưng mà không sao, công ty sẽ giúp quý vị về cái vấn đề shipping một phần nào đó. Thì thưa quý vị, gọi ngay 1855 6538, 1855 xin lỗi 248 6538. Còn nếu mà quý vị quên số thì 1855 Chùm Kết. Và đồng thời đó là quý vị nên nhớ là công ty Chùm Kết chúng tôi gửi hàng đi khắp cả tiểu bang trên nước Mỹ, 52 tiểu bang, ngay cả Hawaii luôn. Rất là lẹ. Visa, Mastercard. Dạ vâng. Cái gì cũng nhận hết, trừ có một cái là không nhận thôi, thì là cái gì anh Tuấn Dũng? American Express. American Express. Mà Mỹ nó ra don't live home with tao đấy. Vâng thưa quý vị, giúp mái tóc mềm mại,
hết cầu, hết ngứa, ngăn ngừa chứng rụng tóc và làm chậm tóc bạc, chỉ có shampoo Chumket. Xin quý vị gọi ngay 1-855-248-6538. Cảm ơn anh Tuấn Dũng, cảm ơn chị Thanh Hương và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý vị đang lo thủ tục giấy tờ bảo lãnh để đoàn tụ với cha mẹ, con cái, vợ chồng, fiancé và anh chị em. Quý vị đang có những thắc mắc về thẻ xanh, nhập tịch, điều chỉnh tình trạng di trú, khiếu nại và bổ túc hồ sơ, gọi ngay cho Trung tâm Di trú.